Xin chào mọi người, đầu xuân Kỷ Hợi 2019, em xin chúc tất cả các cô chú, anh chị em và bạn bè dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Đầu năm mới khai xuân cho những video hướng dẫn của em. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh màu cho clip này. Nó trông sáng sủa hơn một chút, à lỗi là do ở mẫu không được ok cho lắm. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tạo ra những cái nốt và chúng ta sẽ đi chỉnh màu cho clip này. Đầu tiên thì các bạn sẽ chụp phải vô cái nốt này và các bạn sẽ tạo cho mình một cái nốt, đó là Seria, và chúng ta có thể đặt tên cho cái nốt này, đó là contract ha. Rồi các bạn chụp phải chọn là nốt label là contract. Rồi các bạn enter. À, sau đó thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới biểu đồ scope ở đây. Thì hiện tại mình đang để là Perez. Các bạn thấy không? Rồi. Giờ chúng ta sẽ đi chỉnh sao cho nó có độ tương phản nó cao hơn một chút, đúng không? Bởi vì cái clip này là mình để chế độ rất là standard để quay tự động luôn đấy, cho nên chúng ta thấy này, ở cái biểu đồ này, cái phần phần highlight các bạn thấy nó đã vượt qua cái ngưỡng cho phép của cái biểu đồ, thì các bạn thấy ở những cái vùng này đúng không, thấy không đấy, nó đây này, đây nữa này đấy, cái này là do ánh nắng trực tiếp nó đánh vào. Rồi giờ chúng ta sẽ đi giảm một chút highlight, đó là phần primary hue, chúng ta sẽ giảm highlight một chút đấy. Rồi chúng ta sẽ tăng một chút shadow, à, là chúng ta có thể là đẩy nó lùi về này để cho cái video này nó đi xuống, đúng không? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho cái mid tone vào đây, giảm xuống một chút đấy. Còn phần offset thì chúng ta sẽ tăng lên để cho cái video nó sáng hơn một chút nha, chứ chúng ta không có thể là giảm offset, bởi vì khi mà chúng ta giảm offset về shadow thì video chúng ta nó sẽ bị tối luôn, cho nên chúng ta sẽ tăng nó lên một chút, đồng thời chúng ta cũng giảm một chút về về highlight đấy, vừa phải như thế thôi. Nếu như các bạn chưa ý thì các bạn có thể qua phần phần khơ khơ này, chúng ta có thể đẩy này, đẩy phần phần shadow về đây qua bên tay phải, đúng không, để cho nó có độ tương phản cao một chút. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái nốt Seria nữa, các bạn chụp phải chọn là S Seria, thì chúng ta sẽ đi đi chỉnh cho cái da mặt nó sáng sủa một chút, đúng không, bởi vì da mặt ở đây nó hơi ghê. Rồi mình đặt cái tên đây là skin. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ qua phần phần color wheel và chúng ta sẽ giảm cái thuộc tính, đó là mid tone xuống ở đây. Rồi các bạn lăn chuột ha, lăn chuột để phóng lớn hoặc là thu nhỏ cái khung view. Rồi chúng ta sẽ giảm, thì ở cái đối tượng này thì các bạn thấy này, chúng ta giảm hơi bị nhiều. Nếu như là các bạn muốn cho nó mịn hơn một chút, nhưng mà giảm thì giảm vừa thôi. Mình để là âm 65 là ghê lắm rồi đấy. Ít khi mà có ai mà giảm âm 65. Rồi sau đó thì mình sẽ thấy là cái da mặt nó hơi được mịn một chút rồi đấy, thấy không, nó làm blur cái da mặt mình đi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ qua phần phần motion effect, ở phần spatial threshold hold thì chúng ta sẽ tăng cái giá trị luma và đồng thời nó sẽ tăng cái tone ở đây, bởi vì nó đang liên kết ở đây, đúng không. Rồi ví dụ như giờ mình tăng khoảng là 10 đi, thì các bạn thấy này, thuộc tính này nó để làm gì các bạn biết không, đó là nó khử noise đấy, thì đồng thời nó khử noise. À, radius thì các bạn để medium ha, medium. Rồi đồng thời nó khử noise và nó làm mịn da, thì nó làm cho cái clip chúng ta nó bị blur đi nè, có nghĩa là nó bị mờ đi, đúng không. Rồi thì chúng ta phải qua cái thuộc tính, đó là sharpen ở đây, chúng ta làm nét nó lên lại. Các bạn tăng cái giá trị radius này, giảm á, kéo xuống á một chút thôi ha, khoảng 0.47 thôi đấy, bởi vì chúng ta mà tăng quá là nó sẽ rất chỉ là gắt gắt thì nó khó khó nhìn lắm, cho nên mình để là 0.48 ở phần subpan. Rồi shift z để cho fix cái khung view này lại, rồi tắt mở thử ha. Đấy rồi ok. Rồi thì cũng hơi tạm tạm một chút rồi, đúng không. Rồi giờ mình tạo ra một cái nốt Seria tiếp theo, chụp phải S Seria. Giờ mình sẽ tạo vùng để chúng ta tách biệt cái đối tượng với cái background, đúng không. Rồi mình đặt cái tên đây là đối tượng đi, không là nhân vật gì đấy, giờ mình gõ tiếng Việt ha, NV. Rồi sau đó mình qua cái thuộc tính, đó là window, mình chọn đó là cycle và mình sẽ khoanh cái vùng đối tượng này lại, đây khoanh lại đó, khoanh lại, và chúng ta sẽ tăng cái shop nó lên bằng cách là chúng ta
có cái nút đỏ này nè, hoặc là các bạn có thể là tăng ở vị trí này, mình tăng ở đây nha, đó để cho nó làm feeder, nó không bị gắt giữa cái vùng tiếp xúc mà mình tách ra, đúng không? Rồi giờ mình sẽ tăng cái giá trị này đó. Rồi đây là cái đối tượng mà chúng ta lấy, đúng không? Rồi còn cái đối tượng background là ở đây, đúng không? Các bạn sẽ chụp phải, các bạn tạo cho mình một cái node, đó là node outside. Thì cái node outside này nó nghịch đảo lại cái node này ha, cái node shader mà mình tạo trước này, đúng không? Rồi cái này thì mình đặt cái tên nó là background đi, rồi enter. Rồi sau đó thì ví dụ như mình chọn cái background này, các bạn qua phần color wheel, thì ở phần color wheel ở đây á, mình sẽ giảm cái thuộc tính, đó là shadow, để cho cái đối tượng chúng ta nó nổi lên, đúng không? Mình giảm cái thuộc tính shadow một chút, giảm cho nó tối tối một chút thì cái nhân vật chúng ta nó sẽ nổi lên. Rồi cái phần highlight mình cũng giảm một chút, mid-tone cũng giảm một chút, giảm vừa thôi các bạn, nếu mà các bạn giảm quá thì nó làm tối video luôn ha. Rồi phần offset thì chúng ta lấy lại, chúng ta tăng nó lên một chút. Rồi nếu như các bạn muốn nữa thì các bạn có thể tăng cái giá trị, đó là con trắc ở đây đó, tăng giá trị con trắc ở đây, và pivot các bạn có thể là tăng nó một chút, hoặc là các bạn có thể qua phần curve, chúng ta cũng tác động cái thuộc tính curve ở đây đấy, nhưng mà tác động ở curve thì nó rất là mạnh, các bạn thấy không, rất là mạnh đấy, cho nên chúng ta sẽ tác động nó vừa phải thôi đấy. Rồi đối với nhân vật cái đối tượng này, đúng không, thì mình sẽ cho cái đối tượng chúng ta nó cũng phần mid tone chúng ta cho nó sáng lên một chút đi, để cho đối tượng chúng ta nó sáng lên một chút này. Rồi phần highlight thì giảm một chút, shadow cũng giảm một chút, để cho có cái vùng đó là vùng tối và vùng sáng rõ ràng, đúng không? Có nghĩa là cái độ tương phản, bởi vì cái nửa khuôn mặt này thì nó sẽ bị đánh sáng bởi cái mặt trời, ở vùng này là vùng vùng nó không có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, cho nên chúng ta chỉnh màu cũng vậy. Thì hai vùng nó khác nhau thì chúng ta cũng có thể chỉnh cho cái độ tương phản nó rõ ràng ha, vùng nào sáng là ra sáng, vùng nào tối thì nó ra tối. Rồi ví dụ như giờ các bạn tác động phần phần mid tone ha, mình tác động ở vòng cái bánh xe các bạn nha, tác động bánh xe này đấy, rồi cho nó sáng lên một chút. Rồi highlight, rồi highlight chúng ta không giảm đâu, chúng ta tăng lên một chút. Rồi offset thì chúng ta giảm một chút. Rồi phần shadow giảm một chút. Đấy. Thì các bạn thấy cái khuôn mặt chúng ta nó hơi bị tối, đúng không? Hơi bị tối. Thì giờ mình sẽ tạo ra một cái node shader tiếp theo. Đấy. Rồi mình sẽ đặt một cái tên, đó là cái khuôn mặt đi. Enter ha. Un khuôn mặt. Rồi. Rồi sau đó thì mình cũng chọn, đó là cái thuộc tính của window, đó là cycle. Mình sẽ mask cái khuôn mặt lại. Ở đây. Rồi phóng to lên một chút, giữ trục giữa để kéo cái đây. Rồi cho cái khuôn mặt nó sáng lên, thì mình sẽ cho khuôn mặt sáng lên, mình sẽ tăng cái thuộc tính shadow ở đây cho nó sáng lên một chút nè. Rồi sau đó phần này phần mid tone chứ bạn, phần mid tone thôi, chúng ta sẽ cho nó sáng lên một chút. Rồi chúng ta sẽ cho nó xuống dưới đây nè, cái vùng da nha. Đấy. Tăng cái feeder, tăng cái shop này lên một chút. Rồi. Offset thì các bạn có thể tăng lên một chút. Highlight giảm một chút các bạn. Shadow. Rồi shadow tác động một chút như thế. Thì các bạn thấy là cái khuôn mặt chúng ta nó sẽ sáng hơn một chút rồi. Nhưng mà sáng thì nó sáng quá nhìn nó cũng hơi kỳ, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ tác động giảm cái shadow này một chút. Giảm gì một chút, nó đừng có sáng quá, đúng không? Giảm một chút thôi. Đấy. Rồi, thì đây là mình đã tác động vào từng cái đối tượng, đúng không? Cái này là khuôn mặt ở đây nè. Đấy, nó sáng hơn. Rồi, thì hiện tại các bạn thấy đối tượng chúng ta nó hơi bị u ám ha, có nghĩa là nó không có tươi á. Rồi mình sẽ tạo ra một cái node, đó là cái node before. Seria before. Thì cái node này á, mình sẽ add một cái loop này. Thì cái loop này nó mặc định ở chương trình, đó là DJI. Đây này các bạn, mình sẽ add cái loop nào đây. Rồi mình add cái loop này. Ha, add loop là lock 2 res 709, rồi mình nhấp đôi vào. Đấy. Thì sau khi add vào nó đỏ ghê gớm luôn, cho nên mình sẽ tác động vào cái thuộc tính, đó là key, mình giảm xuống còn
0.5, đó là 0.5 đấy các bạn. Mặc định nó là một đúng không? Rồi sau khi mình tác động vô thì nó vẫn còn hơi hơi ám đỏ đúng không? Thì mình sẽ giảm cái trục tính saturation xuống còn khoảng 35. Mình thích số 35, Enter. Đấy. Rồi mình tác động thử coi thử nó có gì thay đổi ha. Đấy, coi thử nè. Rồi ok, nếu mà như các bạn muốn nó tươi hơn một chút á, thì tùy vào cái màn hình nha. Chứ mình sợ cái màn hình mình nó không được chuẩn, cho nên nếu mà mình tăng cái giá trị saturation lên một chút nữa thì có nhiều bạn thì nó bị ám đỏ. Cho nên ví dụ như giờ mình để 40 thử. Đó, 40 thì nó tươi hơn một chút rồi nè. Các bạn thấy không? Rồi sau khi chúng ta tác động vào một cái lút á thì các bạn thấy cái video chúng ta nó hơi bị tối xuống đúng không? Nó hơi bị tối. Thì giờ mình sẽ tác động lại cái thuộc tính, đó là cái thuộc tính của background này, đúng không? Mình sẽ tăng lại cái giá trị của background một chút để cho nó đừng có tối quá nha. Đừng có tối quá. Bởi vì mình muốn cho cái mái nhà phía sau này nó rõ lên một chút ha, chứ đừng có tối quá nó u ám lắm. Rồi, sau khi mình tác động một chút thì các bạn thấy nó cũng hơi ổn rồi đúng không? Rồi sau khi chúng ta tác động cái thuộc tính, đó là chúng ta tác động vào cái lút đúng không? Rồi giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái nốt, đó là Serra. Nhưng mà các bạn phải tạo từ cái nốt khuôn mặt này nè. Các bạn chuột phải chọn là Serra. Rồi sau đó thì mình sẽ tác động một cái thuộc tính trong Curve, là chúng ta làm kiểu như phết phim ở trong Premiere đấy các bạn. Có nghĩa làm cho cái video chúng ta nó có một cái hình ảnh nó hơi mờ mờ á, lơ lơ mờ mờ ha. Thì các bạn có thấy cái thuộc tính ở đây không? Rồi các bạn kéo xuống cho mình. Đấy, kéo xuống ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho cái độ tương phản nó cao một chút bằng cách là chúng ta tăng cái giá trị shadow này. Đó, tăng vừa thôi, tăng vừa thôi. Rồi kéo về đây một chút. Đấy, thì như thế thì nó hơi ổn rồi. Bởi vì lý do sao mà mình tác động cái thuộc tính này, đó là bởi vì cái video chúng ta, nếu mà như các bạn để như thế này á thì nó không có được ổn cho lắm. Bởi vì nó nét thì nó nét, cũng ra nét, nhưng mà nó kiểu như mà nghệ thuật gì đó thì nó cũng ra nghệ thuật. Cho nên mình cố tình mình tạo cái phép này để cho nó ảo ảo một chút, đúng không? Chứ bởi vì cái video này mình quay bởi cái máy đó là 70D, rồi cái ống kính đó là 50 1.8, cho nên nó cũng không có ổn cho lắm. Thì như thế này cũng ổn rồi. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta chỉnh màu này. Các bạn thấy không? Rồi, ví dụ như các bạn muốn cho cái da mặt chúng ta nó sáng hơn một chút nữa thì các bạn tác động vào cái nốt khuôn mặt này nè. Rồi chúng ta tăng cái độ tương phản nó lên bằng cách là tăng cái giá trị khơ này. Tác động ở phần shadow và highlight. Đấy, để cho cái da mặt nó nổi lên ha, bởi vì hồi nãy nó hơi chìm chìm một chút. Đúng không? Bởi vì nó chìm là do sao các bạn biết không? Đó là cái nốt số 8 này nè, đây là cái nốt phết á. Phết phim á. Nó làm mờ đi, làm mờ cái màn hình của chúng ta. Cho nên khi mà các bạn tác động cái thuộc tính này thì các bạn sẽ tác động lại cái thuộc tính của cái nốt Serra ở khuôn mặt, đúng không? Thì cho cái da mặt chúng ta nó nét lên một chút nữa. Nãy giờ thì các bạn thấy mình tác động vào cái thuộc tính Cycle trong Windows đúng không? Thì những cái thuộc tính các bạn tác động ở trong Windows thì để cho chúng ta bắt theo cái chuyển động của đối tượng thì các bạn phải tracking, hay còn gọi là tracker. Ở đây, đây là cái thuộc tính tracker. Thì các bạn thấy hồi nãy mình tác động cái thuộc tính nào, đó là cái nốt nhân vật đúng không? Thì cái đối tượng chúng ta nó chuyển động như thế nào thì chúng ta phải bắt theo cái chuyển động của đối tượng. Thì hiện tại các bạn thấy cái đối tượng chúng ta khá chi là lớn so với khung hình, và đặc biệt á, là cái đối tượng chúng ta nó không di chuyển nhiều. Thì cho nên cái việc mà tracking ở đây á, thì nó sẽ dễ hơn. Thì cái việc tracking thì chúng ta sẽ tác động như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ để cái thước thumbnail ở vị trí bất kỳ. Thì ở cái trường hợp mà nếu như cái đối tượng chúng ta nó bị ẩn á, thì các bạn phải để cho đối tượng chúng ta nó rõ nhất, đúng không? Rồi, cái việc tracker thì các bạn cứ tích vào đây, đó là chúng ta sẽ track qua bên tay trái. Rồi sau khi track xong đúng không? Các bạn sẽ đưa cái thước thumbnail về cái key mà chúng ta làm ban đầu, là các bạn có thể tích vào đây và chúng ta track qua phải. Đấy. Rồi, cái nốt khuôn mặt thì chúng ta tạo ra ở đây, đúng không? Thì chúng ta cũng track theo. Thì hiện tại các bạn thấy nè, nó có những cái thuộc tính ở đây. Đây là những cái thuộc tính nó bắt theo cái chuyển động. Ví dụ pan là qua trái và phải ha. Tilt là lên xuống, zoom là zoom ra zoom vào, rotation là xoay, 3D là cái hiệu ứng kiểu như là cái cú máy nó nghiêng đúng không? Thì hiện tại các bạn thấy cái đối tượng chúng ta nó không được, nó lắc qua lắc lại thôi chứ không, nó không chuyển động mà
dạng như là đi tới đi lui nhiều. Cho nên chúng ta có thể tắt cái thuộc tính 3D này đi và chúng ta có thể track ở đây. Đấy, thì đây là những cái thao tác mà chúng ta bắt theo chuyển động của đối tượng. Thì chúng ta sẽ kiểm tra lại coi thử có gì nó bị không ổn không ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Ok rồi đấy các bạn. Bởi vì cái đối tượng chúng ta tạo mask á, thì nó không có chuyển động nhiều cũng như là nó không khó, cho nên cái việc track nó cũng đơn giản đúng không? Rồi, video này thì mình sẽ dừng ở đây. Và qua cái video này á, mình muốn nói cho các bạn là nếu như sau này các bạn chỉnh màu không vậy thì chúng ta phải nên chú ý đó là chúng ta phải tách đối tượng nhân vật hay là đối tượng chủ đạo á với background ra để cho cái đối tượng chúng ta nó nổi lên. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái khung hình á thì chúng ta nó đập vào mắt chúng ta đó là cái đối tượng mà chúng ta muốn cho người nhìn tập trung vào đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này.